ơi, mua máy rửa bát. Không. Mua đi mà. Không mua. Mua đi. Không là không. Anh chị có nhu cầu mua máy rửa bát đúng không ạ? Chị không có nhu cầu, bày vẽ tốn tiền, mấy cái bát rửa 2 phút là xong. Chị ơi, để em bảo chị này, khi chị mua máy rửa bát sẽ không bao giờ hối hận đâu chị ạ. Sau khi ăn xong, chị chỉ cần gạt bỏ thức ăn thừa, sau đó cho bát vào máy, cho chất tẩy rửa vào và bấm nút là xong. Trong thời gian đó, chị có thể đi chơi với bạn bè, khi nhà chị có khách, chị sẽ không cần phải lúi húi dọn rửa mà có thể dùng thời gian đó để tán gẫu với mọi người. Mua một lần mà dùng một đời chị ạ. Nice. Mà bát có rất nhiều loại khác nhau với mức giá khác nhau, cho nên anh chị yên tâm lựa chọn ạ. À, anh lười rửa bát chứ gì? Anh hết yêu tô rồi đúng không? Dùng máy rửa bát, anh chị sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, từ đó làm được nhiều việc khác hơn. Nhưng mà máy rửa bát thì làm sao mà sạch? Chồng chị rửa từng cái bát, từng đôi đũa, chị còn lo đây này. Cái đó chị không cần lo ạ. Mua máy rửa bát lại phải sắm một đống đồ đi kèm, lằng nhằng tốn kém. Nhà em có combo Amawin. Combo 3 món, viên muối bóng Amawin, xuất xứ từ Đức, giá chỉ vài trăm nghìn. Một lần mua sử dụng từ 3 đến 6 tháng, siêu tiết kiệm mà lại an toàn cho sức khỏe. Thế ai trả tiền? Tất nhiên là anh rồi. Em ơi, quẹt thẻ. Dạ vâng ạ.